anh nói Cường ra đó, chính Cường ra đó. Rồi lâu rồi. Ủa bạn hả? Rồi đợi. Ồ bạn hả? Rồi anh Thành nó Cường ra, chính Cường ra rồi. Một phần remote anh gì vậy? Có remote không? Cái pin này. Bên kia không có gì đánh đố anh á. Tôi nói ông á, cái bài đi thi á, là cái xuất phát đầu tiên là tới đáo cán phần không bao giờ đi tập là sai hết trơn, không phải ông đọc hồn nội cái bạch đường của nó đen, cái bạch nó đen đậm hơn rồi tiếp đó nó nhập nhằn nữa. Lúc thi mình đọc không, mình cảm thấy kịch bạch kia cái bạch nhằn như thế nào thì tập là cái bạch chính canh từ vô thành cái kịch là bài là để xem là mới đề ba cô đặt từ năm đẹp đang có con 478 chơi đang đố vậy mà cũng phải đang đố nó đảo hạt tôi nói là mình đọc cái gì nha lúc thì nó cũng đã làm mình không đã biết 100 người thi là hết hết năm bất cờ rồi thì tại em chích ghép vô đây đang bấm hả? Đang bấm hả? Chưa hả? Quay quay là mới dâm luôn đó phải không? Nói nhà nước bậy bạ quá không chửi sao được. Mấy cái người ta quay phim hôm đó là cái này nè đẹp lắm. Cái này đẹp chứ. Hai đứa nó đặt hai cái tripod được hai cái ống kính. Cái ống kính nó ngon. Cái ống kính hồi cái ống kính của tao á là nó có cái ống UV trước cho nên khi mà quay là nó cứ dịch về lại ngay. Đừng cố gắng cái đó thì được. Thì đó mình đang cố lên cái UV nó cần nước lên nó làm cho mình câu cái tội nhờ. Tôi kêu nước rồi chứ, kêu nước rồi chứ. Nên đừng có thay cái đó, chỉ quay thay đó. Mùi rủi, mùi gì ta sợ rủi. Thay cái kinh nghiệm. Ông kêu đấy là đi sao? Nói cái này cũng được. Dạ, ông sao đi uống vô mình. Uống ngay. Tôi nghĩ cái gì? Cái nông hả? Vậy giờ sẽ nhớ không à? Cái đồ này muốn đi luôn cái là rô luôn á cái gì cơ hội để
Nhưng mà nếu mà cái gì cũng có giới hạn, sao quá mình nhắc thương hoài. Giới hạn có nói rất là không liên tính. Giá mới còn nhiều cô VTV ôm phỏng cái bài hỏi đó. Chụp cái gì đụng chụp phải trả tiền đó. Trả tiền. Trả tiền. Phơi cái chụp nữa là phơi cho cháy máy luôn, tao kêu là phơi rồi. Thầy cũng biến rồi cho nó thấy cái chữ Marek Tích này, biến Marek Tích này. Cái này là phơi là cháy đế dày mà chưa chụp. Tức là đứng tại chỗ mà phơi ngay ra là cháy đế dày mà biến thành hồn. Nó là... Nó là nó hải, hải cà rốt cho nó vuông vuông đó, vuông vuông đó. Không lo đi vô kiếm thêm rồi. Từ 5 tuổi cho tới tuổi đại 2 là coi như là học mở lòng ở Quy Nhơn luôn. Thành ra coi như Quy Nhơn đáng lấy đồ chung cũng bị ăn ngồi mai mai á đáng buồn rồi. Chắc là một giờ ăn ngủ vũ bất thường đó nè. Ai vậy? Nó có lên trên bàn, nó chạy nhà, 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 nó chạy nh
không có mấy tôi. Tôi để tôi nhận. Tôi nhận cái chỗ đó là tôi chủ nghiệp đó. Tại vì của ông là tôi làm ra tôi không có xài hết đâu. Vui quá trời thì thấy vui lúc mà trong tôi xài hết. Tại vì mình có xài hết. Đó. 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 Cái cô đó cô phục vụ. Cô chủ. Chủ nhà chủ ra quán quán nhà chủ. À. Vậy là mình tướng là cái đó vận chuyên. Không có. Không có. À, cô đó là một cách đặc biệt đó, thì bởi vậy chúng ta ăn ngon uống ngon là gì nhờ? từ bữa trưa thế bắt ngay mình nói mình bàn này qua bàn khác nó đều như vậy là đó, không có nhanh mình được, không quay được. Sao nhận thôi đẹp. Các ông thấy thằng Thông với Hòa, thằng Tài đâu có bao nhiêu hình đâu. Đó. Nó không vô nhiều, không vô nhiều bằng quá. À, chị cái app chị mở máu với lại cái luôn app đi. Chị cũng này cũng đã được. Cái gì? Lá sen á. Lá sen hả? Lá sen khô bây giờ nó có cái bài bữa Tết vừa rồi có một người bà con bà này tới trong mắt vậy nè. Lấy gì? Lá sen khô. Có. Có cái này là ngon rồi, cái này là tại vì nó vừa mở máu mà vừa ngủ được. Cái này là cái gì chứ? Lá sen năm rồi. Còn thằng mày ông kính mới mua hôm kia mày vô thích nó nhỏ thấy kính này nó mất rồi một máy giống như chài vậy. Cái này nó mặt lắm rồi lên trên lớp tôi là máu mà vô được kính này mau rồi nó mau rồi nó quăng mau rồi coi cái này nó mau rồi ta đi phía sau sao có liền quăng đi anh quăng đi đi trước đi vậy vậy xích qua chút xích qua bên kia chút đứng qua chút an an xích qua nó che rồi quá đẹp luôn đưa lên thôi còn cái nữa đi cái nữa quá đẹp luôn. Lấy máy nào chụp nữa không Nguyễn về hả? Rồi để chú gửi cho cái này 93.5 về.